Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với không gian nhà đẹp SHAC. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, công trình khách sạn mang phong cách Pháp kiến trúc cổ điển tiêu chuẩn 3 sao do SHAC thiết kế đã khai trương, đi vào hoạt động và gây được nhiều tiếng vang ấn tượng. Đây cũng chính là điểm đến của không gian nhà đẹp số này. Thì anh cũng muốn chọn một không phong cách cho nó để nó mới khác lạ, được có cái nét nổi bật của cái thành phố Đồng Hới này. Thế nên tìm hiểu quá là nhiều cái đơn vị thiết kế đấy. Chúng cũng là chọn được cái sân hà để làm một trong một tạo một cái cảnh quan nó khác lạ với người ta. Tại vì sân hà nó có một cách làm việc nó khác với người ta, nó đi vào cụ thể hơn, nó từng chi tiết hơn, từ mặt kiến trúc bên ngoài và từ đến cái nội thất nó rất là kỹ càng, nó hoàn hảo hơn các cái đơn vị khác. Nên tôi đã chọn sân hà. Đội ngũ nhân viên của nó trẻ mà nó giỏi, rất là nhiệt tình, đúng không? Chào mừng quý vị đến với Riverside Quảng Bình. Cùng với những trải nghiệm thú vị về không gian ẩm thực và nghỉ dưỡng đẳng cấp, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức những mẫu sảnh khách sạn cổ điển mới được trình làng của chúng tôi.